Hello mọi người, Kỹ sư Hạm đây. Hôm nay mình sẽ quay lại tiếp mục review những sản phẩm mình đang sử dụng. Tại vì có rất là nhiều câu hỏi khi mà anh em coi những cái video đua xe hay là sử dụng trong cuộc sống đời thường của mình, sẽ nhận thấy những cái món mà mình sử dụng mà anh em không biết là cái gì. Mình gửi tin nhắn rất là nhiều kêu mình review, và hôm nay mình mới khi mà có cái đợt mình về hàng của mình về, đây là những cái hộ mà như các bạn thấy đó, nhìn từ xa nhìn có vẻ như đó là một cái súng, giống như trong phim ở ngoài vũ trụ này, bự nó cầm cái súng để nó bắn, nhưng không phải, đây không phải cái súng. Cái máy này á, công dụng chính của nó mà bên Mỹ á, nó sử dụng để dùng để thổi lá cây khô. Đấy, có nghĩa là khi mà ở những cái khu vườn mà nó quá rộng lớn và lá cây nó quá nhiều, người ta sẽ không còn phải đi quét nữa, và nó sẽ sử dụng cái máy này để người ta thổi lá cây khô. Thì ở Việt Nam nhiều người sẽ hỏi, ủa Việt Nam ở nhà toàn nhà mặt trệt nhỏ rồi lầu không, mà lấy gì đâu mà thổi lá cây khô. Chính vì vậy mình áp dụng nó vào trong việc đua xe. Thì ở trong việc đua xe, cái này dùng để làm cái gì? Thì mình có nhiều cách sử dụng. Cách thứ nhất, mình sử dụng nó để mà thổi mát cho người đua. Có nghĩa là khi mà người xe ta vừa mới đua vô, nó rất là nóng, ở thời tiết Việt Nam rất là nóng, thì để mình có thể giải nhiệt nhanh, không cách gì bằng hơn là một cái luồng gió thổi trực tiếp vào trong mũi giáp để mà mang cái sự mát mẻ tới toàn bộ những người. Chứ nếu mà mặc mũi giáp hay gì đó mà vừa mới nóng xong mà vô máy lạnh thì cũng không tốt. Tốt nhất là nên là không trời cho mà làm chiếc mặt cơ thể, sau đó có thể tự tự chuyển nhiệt độ hoặc phòng mát hay gì đó, chứ không phải đụng mà bạn vô còn máy lạnh lên chỉ có chết đấy. Và công dụng thứ hai nữa là ngoài cái chuyện mà làm cho cái người đua nó mát mẻ tạm thời, thì nó còn hay sử dụng, mình mọi người thấy trong video đó chính là gì? Bộ dụng cụ xé giáp. Thì nếu mà ai coi những cái MotoGP hay những cái đua SPK quốc tế nhiều á, thì mọi người sẽ chú ý rằng nó sẽ luôn có cái dàn máy treo trong trong phòng. Thì mỗi bộ giáp khi mà nó treo lên, nó sẽ có cái đồ để nó chụp để đứng nhanh đó, nó có cái ống số mỗi bộ giáp treo đứng vô, thì nó sẽ có cái luồng gió nó xuống để nó thổi. Thì khi mà cái luồng gió nó thổi, nó sẽ phồng nguyên bộ giáp lên và nó đưa hết những cái hơi ẩm, mồ hôi các thứ là nó luồn qua bốn lỗ từ hai chân, hai quần và những cái lỗ bên hông của áo để làm cho cái giáp khô nhanh và nó không bị hôi mùi. Thì đây là một cách mình sử dụng với những cái dàn máy nó chỉ giá từ cả chục ngàn đô la, thì không thể nào mình sắm được, là mình chỉ phải sắm những cái máy những mấy triệu như thế này thôi. Thì sạc nó rất là tiện dụng và nó sẽ pin được cơ động đến tới đâu cũng được. Thì mình thả bộ giáp xuống, đưa cái này lên và ngay bây giờ camera sẽ tiến lại gần để xem thử cái bộ máy này nó chi tiết ra sao nhé. Rồi đây, em nhập ở bên Mỹ, mình gửi bằng hãng USPS ở bên Mỹ, nó vẫn còn đây, vừa mới về tức thì cái đợt. Nó sử dụng pin là 20V max lithium, pin đời mới nhất là sẽ là pin lithium. Hãng của nó là hãng Watt WORX, hãng này của USA nhé. Rồi bây giờ bắt đầu mọi người sẽ bắt đầu đọc những cái thông số trên nó. Rồi thứ nhất, điện sử dụng nó là 20V là maximum, và cái lượng gió ra của nó là 9,6 mét khối một phút. 9,6 mét khối là rất là lớn, và tốc độ tối đa nó đạt được là 90 dặm một giờ, tương đương với 145 cây số một giờ. Qua 145 cây số một giờ là phải là xe Wonder độ hay gì mới chạy được với tốc độ đó đó. Thì một cái súng thổi gió như thế này rồi có thể thổi ra cái luồng gió tốc độ 145 cây số một giờ, cực kỳ là hiệu quả. Và thậm chí có khi mình đã đóng phim nữa là mình sẽ sử dụng cái máy này để mình tạo ra cái luồng gió để thổi vào diễn viên quần chúng của mình, nó cũng rất là tuyệt vời vì nó rất là cơ động. Rồi đó là về cái máy nè, để mình đọc theo ha. Máy này đây, bạn có thể coi ha, nó USA. Rồi, được thiết kế và cái hãng này nằm ở USA ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa cho bạn coi pin của nó và sạc của nó. Thì ưu điểm của nó thứ nhất là gọn nhẹ. Vậy thì nhiều người sẽ hỏi nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó chính là gì? Đây là đồ của Mỹ, vì là hàng của Mỹ nên nó sử dụng điện 110V. Mình phải mua thêm cái cục để mà chuyển điện 220 thành 110 nhỏ nhỏ để mà cắm cái này vô, cái này mới vô điện, chứ không mà cắm vô nó sẽ nổ ha. Và đây là cục sạc của nó, khi mà mình sạc mình tháo cục pin ra, mình đưa vô húp là xong, cắm sạc tháo ra. Và bây giờ mình sẽ gắn lên trên cái súng này, và hôm nay mình sẽ test luôn cho các bạn xem là một pin 2A đầy pin như thế này
sẽ sử dụng được bao lâu? Theo mình tính, một người tay đua như con mình á, mà sau khi nó đua mồ hôi cái ướt nhẹp đầy áo luôn á, thì mình sử dụng khoảng 5 phút là cái áo nó khô ra, không còn những mồ hôi nào hết. Thì cứ trung bình 5 phút một cái, thì mình sẽ tính thêm thử coi cái này nó sẽ sử dụng được bao nhiêu bộ áo giáp đua. Và mọi người sẽ hỏi là nếu vậy cho mình muốn sử dụng nhiều hơn thì phải sao? Dĩ nhiên bạn có thể mua một cục pin rời này có giá là 800.000, còn cái máy này nó đi theo một bộ gồm một máy, một pin, một sạc có giá là 3.8 đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu test ha, và mọi người sẽ nhìn cái hiệu quả. Chưa cái phần test, bắt đầu mình sẽ cho mọi người coi cái thiết kế nữa. Cái ống này sẽ gồm 3 phần, khi mà chúng ta di chuyển có ghép hành lý, mình có thể là tháo rời nó ra như thế này thành 2 khúc, tháo thêm 1 khúc nữa này nó có nút bấm là thành 3 khúc. Cái nút này thì nó hơi cứng, tay mình thì mình mới cắt nút ra nó không có nổi. Và coi cái khúc này từ từ tháo đi, cái này phải có cái cây gì để chọc vô nó sẽ dễ tháo hơn đó. Thì khi mình tháo ra nó sẽ gọn đó, khúc này thì và khúc kia nó thiết kế rất là hợp lý để mình có thể bỏ trong cái giỏ sách. Khúc này tháo ra hoặc là mình muốn cái họng gió ra lớn hay nhỏ, dĩ nhiên họng nhỏ thì cái lực nó sẽ mạnh nhưng cái luồng gió nó ra sẽ bị hãm lại, còn ví dụ cái họng lớn cái lực tốc độ tối đa nó sẽ chậm nhưng mà cái lượng gió lưu lượng nó đi qua áo sẽ nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ test cái này khi mà mình gắn vào đó, nhìn ha, bây giờ cái quả đang xẹp ha, bây giờ bắt đầu khi mình sẽ bật. Và mọi người chú ý ha, trên đây nó sẽ có nó giống như nút quạt, nó sẽ có 3 nút, nút 1, nút 2, nút 3, thì ở đây số 0 thì mình sẽ bật nút 1. Khi mình thổi như vậy á, luồng gió sẽ thổi qua đây 4 cái tay, gió ra, gió ra, gió ra, đẩy ra, nó sẽ làm cái nhấp mình sẽ được cô. Và để mình sẽ thử nghiệm, tại vì cái luồng này nó hơi bị chỗ này nó hơi bị rộng nên mình sẽ quyết định là mình sẽ ráng tháo cái phần này ra để mà cho cái luồng gió nó đi mạnh hơn, tại vì hiện giờ nó đang là tốc độ nó cao nhưng cái luồng gió ra thì nó thấp. Hello con, cạnh em chưa mà xuống đây. Hello mọi người. Rồi đây tôi đã tháo được rồi. Chỉ cần bấm mạnh thôi là tháo. Đây bây giờ mình sẽ test khi mà mình sử dụng cái đầu gỗ thì nó sẽ phồng hơn nhiều so với lại cái đầu nhỏ. Rồi đó, nó sẽ fit hơn, chính xác. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng đó, khi gió đạt nó khác liền, nó mạnh liền đúng không, là lượng gió đạt nó mạnh hơn liền đó. Đó, gió nó sẽ ra từ các lỗ thì nó giáp và cuộn, nó sẽ làm cho cái đồ của bạn chỉ trong vòng 5 phút là mình sẽ khô rồi. Lát mình sẽ thử test về cái hiệu quả lâu dài của nó là xài được trong bao nhiêu lâu đó. Và bây giờ mình tắt lại. Nè, bây giờ mình sẽ bật qua số 3 nè. Số 2. Đó, số 2 là phòng hơn nè. Số 3 luôn. Đó, số 3 nè. Đó, không, mẫu này nó chỉ có 3 số là số 0, số 1 và số 2 thôi. Hết 2 là hết. Không. Đấy, mẫu này 3 số là chỉ có 0. Chỉ một nút duy nhất như vậy thôi. Đấy nha, thì dĩ nhiên là nếu mà mình sử dụng nấc số 1 thì cái thời gian xài nó sẽ lâu hơn. Và nấc số 2 nó sẽ tuy là công dụng nó sẽ làm triệt tiêu thời gian nhanh hơn nhưng mà dĩ nhiên là pin nó sẽ tốn nhiều hơn. Rồi. Ngoài ra mình sẵn luôn, mình khi mình có về sẵn một cái order cũng đây là cái hãng luôn. Cũng hãng chung một hãng luôn. Và nhiều khi người ta nói là cái này bạn sẽ bị nghiện, một khi bạn sử dụng một thiết bị pin của một hãng nào á thì bạn sẽ sử dụng nhiều thiết bị hơn của hãng đó. Tại vì một pin này nó có thể xài được cho rất là nhiều thiết bị. Thì chẳng hạn như một trong những sản phẩm mà được ưa chuộng của hãng này đó chính là những cái máy khoan. Những máy khoan gia đình như thế này xài pin. Đó. Trong một hộp của nó chỉ có 3 triệu một bộ thôi, thì một bộ của nó cũng gồm có pin, sạc và giấy tờ hướng dẫn sử dụng thì chính hãng của Mỹ. Đây đây nó còn có cái bảng danh sách các loại máy mà sử dụng chung đó, toàn bộ sử dụng chung nhập khẩu từ Mỹ về. Rồi giờ bắt đầu nhìn ngoại hình cái máy khoan ha,
Thì đây là cái máy khoan mà kỹ sư hãm mình vẫn hay đem theo trong hành lý khi mà mình đi đi đua. Nó là một cái thiết bị rất là hữu ích để mình sử dụng khi mà mình cần liền có liền. Và dĩ nhiên với cái máy này thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn nhiều so với máy này, tại vì công suất máy này nó thổi thì mình phải sạc nó liên tục, còn máy khoan này thì lâu lâu mình mới sạc thôi, nên một pin có thể có khi cả tuần không sạc hết được nữa. Rồi thì với máy khoan này thì đây trên máy khoan nó sẽ có hai chế độ, nó giống như cũng là hai nấc chỉnh, nấc số 1 là nhẹ, à, nấc số 1 nè, lên 2 là mạnh hơn. Thì ở một nấc nó lại có một cái thông số về lực xoay khác nhau, chẳng hạn như ở hệ 1 thì nấc 1 là nhẹ nhất, thì khi mà mạnh hơn nữa thì nó sẽ có lên có hệ 2, thì mình sẽ chỉnh cái lực để mà mình xài mạnh hơn, nhiều hơn. Và cuối cùng là mình sẽ có thể là khoan đóng. Ở cái nấc khoan đóng này chúng ta sẽ dùng một nấc khoan tường, có nghĩa là vừa khoan sắt mà vừa khoan tường được luôn. Rồi cái mũi khoan của nó thì rất là tiện lợi, đơn giản, nó không cần phải dùng thiết bị gì hết, mà chỉ việc mở ra đây cái ngàm này nó chạy ra, hoặc là bạn lóc lại đó, nãy là lóc lại thì nó sẽ tụt vô, hoặc là mở ra, và bạn chỉ việc siết bằng tay thôi, không cần phải một cái dụng cụ gì khác để mà sử dụng. Rồi trên cái súng này thì nó sẽ có hai cái nút này để đánh bấm qua bấm lại đó, bấm qua đây lòi lên có nghĩa là đang bấm bên phải sẽ đi theo một chiều kim đồng hồ, bấm qua bên đây sẽ đi một chiều kim đồng hồ, còn nếu để ở giữa là sẽ là chế độ lóc, bấm không được. Đây cái hàng giờ tôi bấm nè đó. Hay một cái nữa là nó sẽ có cả tích hợp đèn pin để mà khi mình khoan cái gì đó mình sẽ thấy được cái vị trí mình khoan. Rồi bấm mở ra. Thì cái máy này mình sử dụng để làm gì? Mình sử dụng nó làm screwdriver, nghĩa là vừa là cái máy để mà dặn ốc, mình chỉ việc đưa những cây ba ke, có đầu ba ke bỏ vào đây để mình vặn, thậm chí là những cái đầu giác hay gì đó để mình dặn rất là nhanh một chiếc xe, mà chỉ cần lại dàn áo là mình phải rớt nguyên cái dàn áo ra rất là nhanh và không phải mất thời gian phải sử dụng bằng tay. Cái thứ hai nữa là mình có thể khoan lỗ khi mình đem theo mũi khoan, khoan tường, khoan sắt hay gì đó cũng được. Thậm chí á, khi mà mình muốn chế thêm, mình có thể mua một cái cánh quạt mini, rồi xong cái mình gắn vào đây để mình làm cho quạt, quạt cho vui cũng được, nhưng mà không ai làm vậy. Có thể sử dụng cái máy thổi này để cũng thay quạt cũng là được. Đấy, thì đến đây là cái phần về review về máy khoan. Cái bộ máy khoan nguyên hộ này chỉ có 3 triệu mà thôi. Thì để mà tiện dụng thì nhiều người ta sẽ có thể là mua thêm pin. Pin thì nó sẽ bán như thế này. Đấy, thường thì nhập về thì một cục pin nó sẽ bỏ trong bọc như thế này, nhưng mà khi mà mình nhập về với số lượng lớn thì mình sẽ nhập lẻ, có nghĩa là mình sẽ tháo vỏ bọc các thứ ra để mình đưa về cho nó gọn, bỏ trong hành lý xách tay nó sẽ gọn hơn. Đó, thì một cục pin nó là như thế với ham band.